Kiểu thi ca, do nhân duyên này nên ta nói. Nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật đa dùng vô sở đắc làm phương tiện, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, lại dùng các loại văn nghĩa xảo diệu, dù chỉ trong chốc lát thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết, trình bày khai sáng, diễn giảng, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý, để họ dễ hiểu, thì đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, giáo hóa các loài hữu tình ở châu thiện bộ, các loài hữu tình ở bốn đại châu, các loài hữu tình ở tiểu thiên giới, các loài hữu tình ở trung thiên giới, các loài hữu tình ở đại thiên giới, các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới, các loài hữu tình ở mười phương vô biên thế giới, đều an trụ và dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề. Thì ý ông thế nào? Các thiện nam thiện nữ vân vân này do nhân duyên đây mà có được nhiều phước đức không? Trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy: Kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật đa thậm tâm, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu, lại nói như vậy: Thiện nam tử đến đây, ông nên đối với Bát Nhã Ba La Mật đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông thạo lanh lợi, suy nghĩ đúng lý, tùy theo pháp môn này mà siêng năng tu học. Các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu thi ca, vì tất cả quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề đều do Bát Nhã Ba La Mật đa này phát xuất ra. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở châu thiện bộ, các loài hữu tình ở bốn đại châu, các loài hữu tình ở tiểu thiên giới, các loài hữu tình ở trung thiên giới, các loài hữu tình ở đại thiên giới, các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới, đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề hoặc an trụ bồ tát bất thối chuyển, thì ý ông thế nào? Thiện nam thiện nữ vân vân này do nhân duyên đây mà được nhiều phước đức không? Trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy: Kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật đa thậm thâm này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu, lại nói như vậy: Thiện nam tử đến đây, ông nên đối với Bát Nhã Ba La Mật đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, làm cho thông thạo, lanh lợi, lợi ích, suy nghĩ đúng lý, tùy theo pháp môn này mà nên hiểu đúng đắn. Nếu tin hiểu đúng đắn rồi thì có thể tu học Bát Nhã Ba La Mật đa thậm thâm. Nếu có thể tu học Bát Nhã Ba La Mật đa thậm thâm được thì có thể chứng đắc tất cả pháp trí. Nếu có thể chứng đắc tất cả pháp trí thì tu học Bát Nhã Ba La Mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật đa tăng ích viên mãn, liền chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu thi ca, vì tất cả đại bồ tát mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tất cả đại bồ tát an trụ bậc bất thối chuyển, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đều là do Bát Nhã Ba La Mật đa này phát sanh ra. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các loài hữu tình ở châu thiện bộ, các loài hữu tình ở bốn đại châu, các loài hữu tình ở tiểu thiên giới, các loài hữu tình ở trung thiên giới, các loài hữu tình ở đại thiên giới, các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới đều đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, còn có các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật đa thậm thâm dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu, lại nói như vậy: Thiện nam tử đến đây, ông nên đối với Bát Nhã Ba La Mật đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông thạo lanh lợi, suy nghĩ đúng lý, tùy theo pháp môn này mà nên tin hiểu đúng đắn.
Nếu tìm hiểu đúng đắn, thì có thể tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Nếu tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, thì có thể chứng đắc tất cả pháp trí. Nếu có thể chứng đắc tất cả pháp trí, thì tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa tăng ích viên mãn, liền chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân gặp một vị đại bồ tát bất thối chuyển đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu, lại nói như vậy: thiện nam tử đến đây, ông nên thuyết giảng điều này như trước, kiểu thi ca các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa, kiểu thi ca, các loài hữu tình ở châu thiện bộ, các loài hữu tình ở bốn đại châu, các loài hữu tình ở tiểu thiên giới, các loài hữu tình ở trung thiên giới, các loài hữu tình ở đại thiên giới, các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới, đều được bất thối chuyển nơi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại có các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu. Trong đó có một người nói như vậy: này tôi muốn mau chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cứu độ các loài hữu tình thoát khỏi những khổ sanh tử. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào vì muốn thành tựu điều kia thì nên dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu. Kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ được công đức hơn trước rất nhiều. Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát như thế đã gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đúng vậy, đúng vậy, phải nên đem bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy dỗ trao truyền cho vị ấy, cho đến đem trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng dạy dỗ trao truyền cho vị ấy. Nên đem y phục, thức ăn, nước uống, quạ cụ, thuốc men tốt nhất, tùy theo sự cần dùng của vị ấy mà cúng dường các vật cá nhân khác. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào có thể dùng tài thí pháp thí như vậy mà cúng dường cho vị đại bồ tát kia, thì thiện nam thiện nữ vân vân này đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Vì đại bồ tát đó nhờ sự cúng dường tài thí pháp thí như vậy nên mau chóng chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo trời Đế Thích: lành thay, ông đã khuyến khích đại bồ tát kia, có thể gìn giữ đại bồ tát kia, cũng có thể hộ trì đại bồ tát kia. Nay ông đã làm những việc của thánh đệ tử Phật. Vì sao? Kiểu thi ca, các vị thánh đệ tử của tất cả Như Lai, vì muốn lợi ích an lạc cho các hữu tình, nên dùng phương tiện khuyến khích đại bồ tát kia, làm cho vị ấy mau chóng chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, dùng tài thí pháp thí để cúng dường, giữ gìn siêng năng hộ trì, giúp đỡ đại bồ tát kia, làm cho vị ấy mau chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì tất cả thắng sự ở thế gian của Như Lai, Thanh Văn, Độc Giác đều do đại bồ tát kia mà được xuất hiện. Vì sao? Kiểu thi ca, vì nếu không có đại bồ tát phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì không có đại bồ tát có thể học sáu pháp Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng. Nếu không có đại bồ tát học sáu pháp Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, thì không có đại bồ tát có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu không có đại bồ tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì không có thắng sự thế gian của Như Lai, Thanh Văn, Độc Giác. Kiểu thi ca, do có đại bồ tát phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, liền có đại bồ tát học sáu pháp Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng. Do có đại bồ tát học sáu pháp Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, nên có đại bồ tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do có đại bồ tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, có thể chấm dứt cảnh giới địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, cũng làm giảm bớt bè đảng Atula và tăng trưởng chúng trời người.
còn có đại tộc Xá Tế Lợi cho đến đại tộc cư sĩ xuất hiện ở thế gian. Cũng có trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất hiện ở thế gian, lại có sáu pháp ba la mật đà cho đến trí nhất thiết tướng xuất hiện ở thế gian, lại có thành văn độc giác và vô thượng thừa xuất hiện ở thế gian.